Kính chào tất cả anh chị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, ngày 19 tháng 5, để chúng ta sẽ cùng review thị trường cho phiên giao dịch sắp tới, phiên giao dịch ngày 10 tháng 5. Hôm nay rõ ràng là một phiên giảm rất là mạnh trên thị trường chứng khoán, giảm khủng khiếp, và cái mức độ bào mòn tài khoản của nhà đầu tư cá nhân thì thực tế là rất lớn. Thực sự ấy, hôm nay mình đặt cái tiêu đề đó là quá mệt rồi, và hôm nay mình cũng không 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 cố để review nó quá rõ ràng đâu, mà giống như một buổi hôm nay chúng ta cùng nhau, chúng ta ngồi, chúng ta bàn về những cái câu chuyện, giống như là những cái buổi mà chúng ta ngồi cà phê, trà đá, vân vân, chúng ta bàn những câu chuyện thôi. Chúng thực sự là quá mệt rồi. Chuyện chứng khoán bây giờ nó quá mệt. Bây giờ cũng là buổi tối đấy, có thể là cũng 9 giờ tối đấy. Có thể là nhiều chị nghe không rõ thì mình cũng chắc là cũng bỏ qua thôi. Hôm nay các chị cũng mong các chị cũng đừng than phiền nữa, vì về về chất lượng âm thanh hay bất kỳ điều gì đấy, chúng ta ngồi với nhau, chúng ta nói chuyện, nếu mà nó hơi khó nghe một chút thì về mặt chất lượng âm thanh thì mong các chị thông cảm. Còn đấy, thế thôi. Mệt. Nếu mà đặt cái tiêu đề thì nếu anh chị nào đấy hay theo dõi mình chắc là cũng sẽ tò mò. Mệt là vì lý do gì? Mệt vì lý do thua lỗ, mệt vì lý do gì? Thì nếu chị có theo dõi mình thì mình luôn đặt một cái quan điểm thận trọng, và thực sự là mình cũng ước mình sai, nghĩa là mình có lẽ là mình vẫn đang đúng ở trong cái thị trường này. Nhưng nếu mà mình đúng, mình đầu tư đúng, mà điều đấy làm chỉ yếu đấy thôi là mình đủ vui, thì có lẽ là chắc là ích kỷ. Thực sự là hôm nay nó quá áp lực, mệt mỏi đấy, thực sự là mệt mỏi, buổi tối rất là mệt mỏi. Nghề chứng khoán mà, đương nhiên là mình đầu tư thắng thì mình nhận định đúng thì đương nhiên là cũng sẽ có những cái niềm vui nhất định, niềm vui trong đầu tư. Nhưng mà bên cạnh đấy thì đương nhiên là cũng 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 tư vấn được cho nhiều khách hàng, là chúng ta cũng bảo vệ được cái tài khoản của mình. Nhưng bên cạnh đấy thì cũng có quá nhiều khách hàng mà thực sự là bản thân mình chứng kiến được quá nhiều trong đợt này, mất mát rất là lớn từ khách hàng, từ đồng nghiệp, từ những người xung quanh. Hàng ngày mà phải xử lý những cái ngay việc call margin, việc phải tư vấn làm sao để sửa sai, thậm chí là mình bận cả ngày về những chuyện đấy, thậm chí là những vị thế của mình cũng không có thời gian để mình giao dịch nữa. Mệt, là thực sự mệt là như vậy. Thôi, nhưng mà mệt thì thôi, chúng ta cũng cứ nói chuyện với nhau một chút đi, xem như là chỗ để giải tỏa với nhau, để giải tỏa với nhau, và xem với nhau là sẽ những cái chuyện gì nó cần nói, cần bàn như góc cạnh nào mà chúng ta có thể chúng ta thảo luận được với nhau. Để ít nhiều tới bây giờ rồi, nếu với cái chị vẫn còn mắc kẹt trong thị trường hiện tại thì chúng ta nên làm như thế nào, góc nhìn như thế nào là khách quan, hoặc là những chị cầm tiền, những chị đang giao dịch trên thị trường phái sinh, chúng ta nên làm như thế nào. Thì đấy, mình chia sẻ quan điểm cá nhân thôi, và đó là những cái câu chuyện thôi. Đầu tiên thì nói về câu chuyện lên thị trường. Chắc chắn là các chị, một vài anh chị vào đây thì cũng đang có mặt, đang nghe đây thì cũng rất là quan tâm cái chuyện là mình nói về lên thị trường. Thì mình cũng 2 tuần rồi, 2 3 tuần thì đấy, mình nhớ thì mình cũng không gặp và nói về câu chuyện này. Thì chúng ta cũng nói chuyện một chút về lên thị trường, về Fed, về Ukraine, về những thứ liên quan. Rồi chúng ta nói về cái chuyện thị trường trong nước, xem là hiện tại cái trạng thái, cái quan điểm như thế nào, có những gì mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ ba là câu chuyện là hôm nay giảm như thế rồi thì bắt đáy nó như thế nào, bắt đáy có được hay không, bình quân giá hay không, lỗ rồi thì cơ cấu như thế nào. Rồi thứ tư là mình cũng bình luận một chút, chúng ta nói với nhau về câu chuyện đầu tư, chuyện đắt chuyện rẻ. Thực sự là mình mong có một cái dịp nó nhiều, hoặc là làm bằng cách nào đấy chúng ta có thể
có thời gian nhiều hơn để chúng ta thảo luận về những cái này. Mình không thực sự ấy, một cái thời lượng buổi tối này nó không đủ, nhưng mà cũng không biết làm như thế nào cả. Đấy, thì gần đây thì nhiều chuyên gia nói cứ nói về cái chuyện là thị trường Việt Nam rẻ, thị trường Việt Nam hấp dẫn, PE forward là bao nhiêu lần đấy, thì chúng ta thử nhìn xem là cái góc nhìn đấy. Chúng ta không nói là ở thời điểm tại nó không phải là không có cơ hội đầu tư, chúng ta thử xem là cái góc nhìn đấy nó đủ toàn diện hay chưa. Với cá nhân như mình thì thực sự là dù cái nhận định đấy đúng hay là nhận định sai, thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải đưa ra được một cái phương pháp luận nó đủ toàn diện cho cái việc đấy. Thì lát nữa cái câu chuyện là đắt hay rẻ thì chúng ta sẽ thử nói xem như thế nào và nó có hàm ý gì cho cái chuyện là chúng ta sẽ đầu tư trong thời gian tới. Ok, chúng ta sẽ đi từng phần thôi. Tất nhiên như mình vẫn nói nghĩa là ok, nếu anh chị tới đây mà anh chị vẫn nói là thôi chúng ta chả liên quan gì tới một cái nước xa xôi nào đấy, rồi tại sao cứ phải nhìn Dow Jones, nhưng không không phải chúng ta nhìn Dow Jones, nhìn sự vận động của các loại tài sản khác nhau chứ không riêng về gì chứng khoán, thì mình thực sự là vui khi mà vừa rồi có bạn ở trên cà phê có phỏng vấn mình và cũng dám đưa nguyên văn cái câu nói mà mình rất là thích. Thực sự câu nói mình rất là thích, nghĩa là của John Murphy mà mình đã nói rất là lâu rồi, và cái đấy nó là một cái lời tựa trong cái cuốn sách mà mình dịch ấy. Thì là nếu mà cố gắng giao dịch trên các thị trường mà không có nhận thức lên thị trường ấy, thì giống như lái xe mà không nhìn vào bên hông gương chiếu hậu bên cửa sổ. Đương nhiên là vẫn có thể an toàn thôi nếu mà đường lành, nhưng mà chúng ta thấy là cái quãng đường trúc trắc ở trong thời gian vừa qua, trong vòng khoảng 1 tháng trở lại đây, thì đấy, nghĩa là các anh chị có thể an toàn suốt một cái quãng đường, nhưng mà có một cái lúc nào đấy thôi không nhìn vào gương chiếu hậu, không nhìn vào bên hông, không nhìn vào cửa sổ, thì 1 tháng vừa qua nó cho chúng ta thấy rằng là cần quan tâm một cách đúng mực về cái vận động của các loại tài sản khác nhau. Đấy, thì ở hiện tại thì nếu mà nói về lên thị trường thì chắc là mình nghĩ rằng là và thị trường chứng khoán thế giới thì nó có ba vấn đề. Thứ nhất là lạm phát, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, là cái việc là Fed tăng lãi suất. Thứ hai là cái chiến sự ở Ukraine, và thứ ba là vấn đề Trung Quốc và vấn đề là Zero Covid. Thì thực tế thì những cái vấn đề này thì ai cũng biết và được nhắc đi nhắc lại trong thời gian vừa qua, nhưng quan trọng đó là mình thấy rằng là nó chưa hề giảm bớt cái mức độ ảnh hưởng. Đây là biểu đồ về lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Nếu chị hỏi mình là bây giờ nhận định về thị trường chứng khoán thế giới như thế nào, nghĩa là Dow Jones như thế nào, S&P 500 như thế nào, Nasdaq như thế nào, mình nói là mình không quan tâm. Cái này là câu trả lời thật. Nói thật là bây giờ mình không quan tâm về thị trường cổ phiếu. Cái đấy là một câu trả lời hoàn toàn thật lòng. Tại vì bây giờ mình không ngắm cổ phiếu nữa. Cổ phiếu có thể tăng, có thể giảm, điều chỉnh một phiên, không nói làm gì cả. Mà mình nhìn nhiều hơn vào lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Thực tế là mình ước gì cái phiên mà hôm Fed họp xong ấy, mình có thể có cái quãng thời gian mình livestream ngay hoặc là bằng cách nào đấy để mình thể hiện cái quan điểm của mình sau cái phiên đấy. Nếu mà là người xem trực tiếp cái phiên mà Fed họp, sau đó là thị trường chứng khoán Mỹ nó tăng 3% ấy, thì thực tế mà nói lúc đấy mình không có bất kỳ mảy may gì về nhìn cách nhìn là Fed họp xong là mọi chuyện sẽ qua. Thực sự, tại vì sao? Mình nhìn vào thị trường, nhìn vào lãi suất trái phiếu chính phủ, nhìn vào bond yield, chứng khoán tăng 3% nhưng bond yield nó không hạ nhiệt, và rồi sau đó thì là bond yield nó vượt chính thức vượt 3%. Chuyện gì xảy ra sau đấy thì ba hai phiên gần đây trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ba phiên gần đây trên thị trường chứng khoán Mỹ chúng ta đều thấy rồi. Và bond yield hiện tại thì nó tiệm cận ngưỡng lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm ấy, nó tiệm cận ngưỡng 3,2%, ngưỡng đỉnh của năm 2018. Mình không mong là nó vượt, tại vì mình nghĩ là nếu mà vượt, không mong nhưng mà mình nghĩ là vẫn còn xác suất khá cao là nó sẽ vượt đấy. Thì nếu mà nó vượt thì mình nghĩ rằng là thị trường chứng khoán thế giới sẽ rất tệ và thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ không thể nào mà tích cực được. Nên bây giờ thì mình nghĩ là thị trường chứng khoán thế giới mình không có nhìn Dow Jones đâu, mình cũng không nhìn S&P 500, mình không nhìn thực sự, mình chỉ nhìn vào, không phải chỉ nhìn nhưng mà mình nhìn quan trọng nhất vào cái diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, và cái đấy là cái mà mình nghĩ là cần quan sát rất là chặt ở trong thời gian sắp tới. Ngoài cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thì mình cũng quan tâm rất là nhiều tới cái diễn biến của đô la index, và cũng giống như là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, nghĩa là bây giờ này các thị trường nó cái lên thị trường nó hay ở chỗ là có thể một cái thời gian dài chúng ta không cần chú ý tới nó,
một thời gian rất dài chúng ta không cần chú ý tới nó, nhưng có những điểm là chúng ta phải thực sự là chúng ta phải nhìn nó. Các chị sẽ thấy rất là hay này, đó là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ nó là 3,2% ngay kháng cự của đỉnh 2018. Cái tín hiệu này cần quan sát rõ, và có vượt hay không thì mình nghĩ rằng là có xác suất vượt, không mong nhưng mà mình nghĩ là có xác suất vượt, và mình nghĩ là 6,4 ấy, mình vẫn nghĩ là sẽ vượt cao hơn, có thể không phải trong ngắn hạn nhưng mà mình nghĩ là sẽ vượt 6,4 hoặc là 7,3, mình đánh cược vào cái khả năng là sẽ vượt nhiều hơn. Và các chị cũng thấy rất là hay, đấy là nó tương ứng với việc là đô la index nó cũng nằm ngay vùng kháng cự lên thị trường thì là như vậy. Và nếu các chị nhìn sâu thêm vào thị trường chứng khoán Mỹ thì các chị cũng sẽ thấy cái diễn biến nó tương đồng là vậy, nghĩa là có thùng đáy hay không này, Dow Jones có thùng đáy và nó cũng nằm ở một cái điểm mà nó cận kề như vậy, nghĩa là lên thị trường nó là như thế, lên thị trường nó là như thế. Chúng ta có thể bỏ rơi nó cả một thời gian nhưng mà khi mà nó hồi tụ thì hầu như tất cả các thị trường nó đều nằm ở những cái điểm mà then chốt của nó. Chứng khoán có thùng đáy hay không, nó sẽ phụ thuộc rất lớn vào bond yield có tăng tiếp hay không, nó có phụ thuộc rất lớn vào việc đô la index nó có tăng nữa hay không. Đấy là những câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời. Như Dow Jones hiện tại này, nó cũng về tới vùng 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 đáy cũ và test cái vùng đáy cũ. Đấy, đấy là những điều mà chúng ta cần phải theo dõi, và cái rủi ro thì mình nghĩ là vẫn còn, rủi ro thì mình nghĩ là vẫn còn. Thị trường hàng hóa chúng ta thấy này, nó không có gì hạ nhiệt cả. Thị trường hàng hóa chúng ta thấy là dầu tiếp tục tăng, một số hàng hóa thì có giảm nhưng một số hàng hóa đặc biệt là lương thực thì vẫn neo vùng rất là cao, và cái chỉ số CRB thì nếu chị quan sát nó đã vượt đỉnh vào năm 2011 và tiệm cận cái vùng cao của năm 2007 2008, đấy là cái thời kỳ của khủng hoảng tài chính. Đấy thì các thị trường nó rất là đáng chú ý như vậy, và nếu mà nói về lên thị trường thì mình cũng không thể cho một cái điểm tốt được ở hiện tại, khách quan mà nói là như vậy. Đấy, mình cũng đã quá mệt mỏi rồi nhưng mà chúng ta không phải vào đây để nghe những thứ nó tô hồng, và chúng ta luôn phải nghe một cái, ta luôn phải nhìn vào cái sự thật như vậy. Thế nó xấu, mình nghĩ là chắc là khoảng ba ba điểm cho góc nhìn lên thị trường ở cái thời điểm hiện tại. Về xung đột Ukraine thì mình nghĩ là chắc là nó vẫn còn căng. Sáng nay mình đọc một cái tiết của mình cũng hết hồn, nghĩa là tổng thống Putin sẽ nói là chiến thắng trước lực lượng phát xít như cha ông đã làm được, như cha ông đã làm được, nghĩa là tổ tiên cha ông đã làm được, ông cha đã làm được như năm 1945. Ông phát biểu như vậy thì chứng tỏ là cái quyết tâm hiện tại của Nga rất là lớn, và Ukraine thì cũng rất là kiên cường, thì đương nhiên ai cũng có cái lý của mình. Đấy, rất là khó bình luận nhưng mà với cái cách mà các bên thể hiện thì nó còn rất nhiều cái vấn đề mà thực sự còn là ẩn số ở đây, thì chúng ta vẫn phải, thực ra là mình thấy là nó không hề dịu bớt, nó cứ leo thang giữ và leo thang chứ không hề dịu bớt. Và cái phát biểu thực sự là hôm nay mình đọc tiêu đề thì mình cũng cũng có lẽ là anh chị cũng, thực ra là cũng không biết dùng từ gì để diễn tả ấy, nếu mà dùng từ sai ấy, thì nó sẽ rất là sai vấn đề, nhưng có lẽ là các anh chị cũng hiểu cái cảm giác của mình khi đọc, và có lẽ là các anh chị có cái cảm giác tương đồng của mình, nhưng cũng không 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 biết diễn tả, không quá giỏi về ngôn ngữ để diễn tả cái cảm giác đấy là cảm giác như thế nào, nhưng mà nghe nó cũng vừa đáng sợ mà nó vừa như thế nào đấy. Tổng thống Putin nói sẽ chiến thắng phát xít như năm 1945. Đấy. Thì vấn đề này thì có lẽ là mình nghĩ là nó vẫn vẫn căng thẳng và tiếp tục là leo thang. Còn vấn đề Zero Covid và Trung Quốc thì nó ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu. Có lẽ là nếu mà chúng ta thấy là nếu ai chúng ta nhớ lại cái khoảng thời gian của Việt Nam thì có lẽ là mình nghĩ là vấn đề Trung Quốc thì nó cũng sẽ vẫn còn, nhưng mà nó chắc là cũng sẽ theo cái hướng của Việt Nam thôi. Có cũng có thứ là Trung Quốc cũng phải theo chúng ta đó, theo học đó. Nghĩa là theo cái cách vận động của chúng ta trước đây đúng không ạ? Thì mình theo dõi số ca nhiễm COVID ở Trung Quốc ấy, thì mình thấy là nó cũng bắt đầu là lập đỉnh. Tuy nhiên là nó cũng chưa phải hết ngay, số lượng nhiễm thì vẫn rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái đỉnh dịch thì nó cũng đã qua rồi. Nên vấn đề này thì mình nghĩ là nó cũng chưa phải là trong sớm muộn nó được giải quyết hoàn toàn, nhưng mà nó cũng dịu bớt. Đấy, thì tóm lại là cái bối cảnh của thị trường thế giới thì rất là nghiêm trọng, và mình nhìn rất là kỹ vào bond yield. Mà nếu mà bond yield 10 năm mà vượt 3,2, vượt đỉnh năm 2018 đấy, cụ thể là không phải 3,2 3,3 này đấy, và đô la index thì
đang vượt đấy, thì có lẽ là thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tùng đáy, và đương nhiên rồi thì là ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng tới thị trường Việt Nam. Chúng ta sẽ có thời gian thêm thì mình sẽ nói thêm về cái việc bond yield Mỹ tăng thì nó sẽ tác động như nào tới tới Việt Nam, nhưng nhìn chung ấy đấy là cái khả năng mà bond yield Mỹ vượt đỉnh thì mình vẫn nghĩ đánh giá vẫn còn thiên về hướng đấy hơn, và đô la index thì vẫn sẽ tiếp tục tăng ở trong cái thời gian tới. Đó là cái câu chuyện về về chứng khoán thế giới. Còn chứng khoán trong nước thì sao, thì đấy là cái bối cảnh đi, ta nói về bối cảnh thì tiêu cực chúng ta nãy giờ ta nói rồi, lạm phát, trái phiếu chính phủ tăng, Fed, Zero Covid của Trung Quốc, xung đột Ukraine. Trong nước thì lạm phát trong nước cũng có, nên lãi suất thì chúng ta thấy là lãi suất tiết kiệm cũng cũng đang tăng này, bond yield nó cũng tăng, và dòng tiền trở lại sản xuất kinh doanh sau Covid thì nó cũng rút bớt vào chứng khoán. Đấy là những cái tiêu cực. Những cái tích cực thì đấy là sự phục hồi nền kinh tế hậu Covid và cái định giá thị trường có phải hấp dẫn. Đấy là nhiều điều nhiều người chuyên gia có nói. Lát nữa thì mình cũng sẽ bình luận thêm về góc nhìn này. Nhưng nói chung cái bối cảnh tổng quát này là thế giới là khá xấu. Trong nước thì cũng không có gì xấu lắm, nhưng mà nó không có yếu tố hỗ trợ đủ mạnh. Thực sự là như vậy, thực sự là như vậy. Các tin đồn bắt bớ thì thực tế là chúng ta thấy nó cũng ảnh hưởng nhiều tới tâm lý đó. Nên là cái bức tranh này thì nó thuộc về bên 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 cầu thì rất là thấp, bức tranh này nó phụ thuộc về bên bán. Khi nào bên bán mình có thấy là dừng thôi, thì bối cảnh hiện tại mình có thấy là nếu mà vào đáy ngay thì thực sự là chúng ta không không thể kết luận như vậy được. Bao nhiêu cũng đang tăng, chúng ta thấy là cái này thì chúng ta thấy là cái đường Việt Nam là cái đường nét đất ở trong này, thì chúng ta thấy là nó cũng đang tăng, nó cũng chưa chưa có dấu hiệu là dừng lại, cũng nói như vậy. Thì thị trường nó có một cái diễn biến, đó là mình nghĩ như thế này, đó là thị trường nó vào downtrend, mà cái chuyện này thì 2 năm qua thì có lẽ chúng ta không 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 thấy, ta không không biết, không 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 phải sống trong nó, nghĩa là thị trường bước vào uptrend mình nghĩ là confirm á, nghĩa là tháng 7 năm 2020, và xác nhận downtrend thì có lẽ là thời điểm hiện tại. Nó không phải là cái câu chuyện đó, là nó là cái đợt chỉnh ngắn trong một cái xu hướng tăng dài hạn nữa, mà cái xu hướng tăng dài hạn nó có vấn đề. Nếu đường MA200 nó không làm cho các anh chị tin cậy thì cũng xin thưa, đó là cái số lượng cổ phiếu mà trên MA200 hiện tại nó chỉ còn dưới 30%, nó chỉ còn 28% thôi. 100 cổ thì bây giờ còn 28 cổ là trên MA200. Quá bán trên cái chỉ báo này là khi nào? Thì mình nghĩ rằng là nó nếu mà giảm được khoảng 20%, nghĩa là gãy trend hết đi, thì có thể là thị trường mới mới nếu mà nhìn vào chỉ báo này. Nhưng mà giả sử như trong xuống tăng, chúng ta thấy có những thời điểm ấy là cái số lượng cổ phiếu trên MA200 nó cũng đạt 90% chẳng hạn, thì cũng có thể là 10 đến 20%, nghĩa là còn có thể gãy trend nữa thì thị trường mới xác lập cái đáy. Đấy là về mặt kỹ thuật. Còn về cái mặt mà chúng ta nói là hình thành đáy dài hạn đấy, thì nó không đơn giản là cái chuyện là chúng ta sẽ thấy rằng là qua bán thì nó sẽ hồi lại, không không phải là chuyện đấy. Không phải là cái chuyện đấy, mà là cái đáy dài hạn nó sẽ được tạo lập khác. Thì chúng ta chọn chữ V hay là chữ U, vì chúng ta chọn chữ V hay là chữ U cho cái đáy dài hạn, thì chúng ta hãy mô tả cái đặc tính. Thì đáy chữ V trong một xu hướng dài hạn này là nó thường là nó phải có đi theo đấy là một cái chính sách lớn nào đấy về tiền tệ, về tài khoá, mà theo hướng nới lỏng. Để nới lỏng thì mới giúp thị trường nó thoát khỏi cái đáy mà đi theo đi lên thẳng theo cái hướng chữ V. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là dư địa về tài khoá và dư địa từ tài khoá thì có chút ít, nhưng mà áp lực lạm phát và dư địa về chính sách tiền tệ mình nghĩ là không còn nhiều, nên là cái chuyện mà tạo, và cái thanh khoản chúng ta thấy là rất là thấp, nên bây giờ tạo đáy chữ V thì mình nghĩ là rất là khó. Nên là có lẽ là nó sẽ thiên về kịch bản là không biết là khi nào dừng, nhưng mà giả sử như là ngừng rơi ấy, nó không lên ngay được, mà sẽ tạo đáy chữ U, nghĩa là sẽ là một cái quãng thời gian dài ấy, đi ngang hẹp, sau khi mà ngừng rơi cân bằng ấy, tạo cân bằng thì đi ngang với cái những cái nến hẹp, những cái vùng hẹp và với thanh khoản thấp. Nên là nếu mà chúng ta thiên về kịch bản tạo đáy chữ U này này thì chúng ta không cần gì phải vội cả, giá không thể tăng ngay được, giá không thể tăng ngay tức khắc được,
và giá mà không thể tăng ngay tức khắc được thì chúng ta không cần vội đâu. Chúng ta thấy là xác nhận đáy rồi, chúng ta không mua cao hơn bao nhiêu thì điều đấy nó khiến chúng ta nó không cần phải vội. Giả sử chúng ta thấy là xác nhận đáy đi ngang 6 tháng rồi, cái vùng gom 6 tháng đấy chúng ta mua tốt thì chúng ta được giá tốt, chúng ta không mua không tốt thì chúng ta chỉ mua cao hơn khoảng 5%, ví dụ như thế đi, thì nó cũng đáng hơn là so với chuyện là chúng ta mạo hiểm, chúng ta vào chúng ta bắt đáy. Đấy, thì cái kịch bản nào thì anh chị hãy tự tự cho mình cái kịch bản đấy, mình không áp đặt. Nhưng mà cái kịch bản tạo đáy chữ V hay tạo đáy chữ U ấy, hay là tạo đáy chữ L ấy, là đi đi ngang luôn ấy, thì các anh chị hãy 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 tạo cho mình một cái kịch bản về mặt bối cảnh, về mặt vĩ mô, về mặt bối cảnh thế giới, về mặt bối cảnh trong nước, để chúng ta xây dựng và chúng ta ủng hộ cái kịch bản mà chúng ta muốn muốn vẽ ra. Thì mình thiên về là đáy chữ U hơn hoặc là đáy chữ L hơn, nghĩa là đi ngang một vùng đáy hoặc là đi ngang một thời gian xong mới lên được. Đáy chữ U thì mình là thiên về hướng hơn, nhưng mà U ở đây thì cái phần chữ U nó phải kéo dài từ 6 đến 9 tháng chứ không phải là mau, và trước đấy thì nó phải tìm được cái điểm cân bằng. Đấy là những cái điểm mà chúng ta nói về thị trường. Nên là nếu mà để thực sự là thị trường hiện tại cái vị thế của mình là gì thì mình vẫn giữ vị thế sọt, có đóng hay không thì thực ra là mình sẽ không đóng đó. Mình nghĩ là tới tháng này mình cũng sẽ để luôn, tại vì bây giờ thực ra là nếu tâm sự cá nhân đấy, ở đây nó không phải là có mang tính chất gì cả, mà là nghĩa là mình không có thời gian để chơi nữa, mình rất là mệt rồi. Cả ngày phải xử lý những chuyện mà nó rất là stress đấy, sẽ rất là ích kỷ nếu chuyện này chúng ta thấy là có được một chút lãi nhỏ của cá nhân so với khoản mất rất lớn của khách hàng, của những người xung quanh, thì mình không có thời gian chơi. Và thực sự là, và hơn nữa là mình nghĩ là bối cảnh thị trường hiện tại nó cũng cũng đấy, mình ủng hộ cái quan điểm, ủng hộ cái cách nghĩ là lại đánh chữ U ấy. Thì nó cũng nếu có không lên được bao nhiêu, tuần sau đáo hạn rồi thì thôi cũng để kệ nó đi, nó nếu nó hồi lên thì chắc cũng mất lãi thôi chứ không không vấn đề gì cả. Nhưng vẫn còn những ẩn số mà chúng ta có thể giữ được đó, ví dụ là diễn biến lãi suất trái phiếu chính phủ này, hay là đồng đô la index, hay là trong nước có nhiều yếu tố đấy, nó vẫn có thể là. Còn về chứng khoán thì mình đã dự đoán đáy chữ U này, thì bây giờ thực ra là không, mình không có vị thế ở chứng khoán cơ sở, tại vì đấy mình sẵn sàng là mua cao hơn một chút, nhưng mà giả sử đáy chữ U thì cũng không mua hơn cao nhiều, và khi mà rõ vấn đề rồi thì chúng ta không mua không không phải mua lên 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 cao nhiều. Đấy, nên là cái chị trade như thế nào thì cái chị cái kịch bản để cái chị đi trade đấy. Còn đấy là cái chiến lược dài một chút, dài hơn một chút. Thì mình nghĩ là vậy, từ từ thôi. Còn thôi cái chiến lược T cộng đi, chuyện bắt đáy. Chúng ta nói về chuyện bắt đáy. Có một cái điểm này là bây giờ chỉ báo nào nó cũng quá bán cả. Chúng ta nhìn RSI nó cũng quá bán, sắp rơi về 1250 này. Chúng ta thấy là nó quá bán. Chúng ta nhìn vào số lượng cổ phiếu mà trên MA20 thì bây giờ nó chỉ còn dưới 10% thôi. Bán quá rồi. Đấy. Thì mình nghĩ là với cái cảnh cái cách rơi kỹ thuật như này này, thì giả sử rơi về quanh 1250 mai tạo gap đi, thì có thể là có những phiên hồi, nhưng mà hồi có đủ T cộng hay không ấy, thì mình đánh giá nó là khoảng 55 45 55 45, nghĩa là 55% là đủ, còn 45% là không đủ. Rủi ro thì có không? Có với cái diễn biến mà lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, và rủi ro là lớn không thì mình nghĩ là nó cũng lớn. Nên là nếu mà anh chị tham gia bắt đáy bây giờ thì anh chị mình nghĩ là dành tối đa 20 đến 30 10% 20%, tối đa là 30% nếu anh chị đang cầm tiền để chúng ta bắt đáy, nếu bắt đáy T cộng. Còn để chơi một cách thoải mái thì như nãy mình nói rồi, còn bắt đáy T cộng thì có thể, nhưng mà dành ít thôi. À, cái tỷ lệ mình nghĩ là 55 45, nghĩa là cũng có xác suất thắng, cũng có xác suất thua, cũng có xác suất thua nặng, nhưng mà lại nó cũng rơi về vùng mà có thể xuất hiện một vài cái phiên hồi. Hỗ trợ thị trường hiện tại là một khoảng 1250, hỗ trợ xa hơn là 1200 đấy. Thì cái ngưỡng đi mình nghĩ là mang tính chất tương đối thôi, trong một cái xu hướng giảm dài hạn đã được xác lập. Thì bắt đáy vừa vừa, bắt đáy vừa vừa thôi, và downtrend mà đánh thì thực ra cũng khó ăn lắm. Nhưng bắt đáy được T cộng về lời lỗ thì chị cũng nên bán, chị cũng nên bán. Còn thực sự là tham gia một cách nghiêm túc, đánh giữ dài hơi hơn ấy, thì như mình nói, để xác lập, để tạo cái đáy dài hạn rồi ấy, thì
chúng ta lúc đấy thì có quyền là thoải mái hơn. Đấy, còn đánh tự cộng thì như mình nói là mai thì giả sử đầu phiên mà giảm mạnh thì có thể tham gia được một chút thôi, nhưng mà tùy mã, nhưng mà xác suất như mình nói không phải là mình bi quan. Mai chắc mình cũng để xem, chắc là dành ra 10-20% tài khoản gì đấy bắt đáy thử cho vui, cho vui vui đây trong ngoặc kép, vui không vui thì không biết, nhưng mà có cảm giác thị trường thì cũng lại có thể cân nhắc. Nhưng mà để xem là lợi suất trên phiếu chính phủ Mỹ đêm nay nó tăng tiếp thì thôi, mình cũng không 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 bắt đáy thì ngày mai làm gì cả. Đấy, nhìn chung là dễ xuất hiện nhịp hồi, nhưng mà hồi như này thì nó không chắc chắn về điều gì cả. Không chắc chắn đây nghĩa là không phải là mình không dám thể hiện quan điểm, nhưng mà thực sự nó không chắc chắn hẳn như những cái nhịp hồi như chúng ta thấy rồi. Bull trap nó xảy ra liên tục. Mình nhớ mình có một cái buổi chuyên nói về bull trap thì anh chị thấy là bull trap nó xảy ra như cơm bữa như thế nào ở trong cái downtrend dài hạn. Đấy, đấy là những điều mà mình muốn chia sẻ về mặt trading khi nào tạo đáy như thế nào, chuyện bắt đáy thì nó như thế nào, quan điểm của mình về chuyện bắt đáy như thế nào. Đấy, còn cái chị kẹp thì đương nhiên rồi, kẹp thì chắc phải thăm khám từng cổ phiếu thôi, nghĩa là tùy từng cổ phiếu. Thị trường nó chưa gãy luôn thùng đáy, nhưng mà nhiều cổ phiếu thùng đáy rồi, những cái rủi ro đấy thì cứ canh hồi về vùng kháng cự thì chúng ta có quyền là chúng ta phải cân nhắc, nhất là dùng nhiều margin. Còn nếu các anh chị đã dùng margin nhiều rồi chưa cơ cấu được ấy, mình nói câu chuyện bắt đáy là dành cho chị còn tiền mặt thôi, full cash ấy. Còn anh chị mà đã có margin rồi ấy, thì thôi những cái cơ hội như vậy đừng tham nữa, bảo vệ, cố gắng bảo vệ cái tài khoản an toàn. Nãy giờ mình nói cái câu chuyện bắt đáy là hoàn toàn là dành cho anh chị nào mà còn còn tiền đấy, chứ còn đã có cổ phiếu rồi, đã có cổ phiếu rồi, đã có margin rồi ấy, thì hạn chế mà thiên về hướng là cơ cấu hơn thôi. Đấy, đấy là những chuyện, cái góc nhìn về 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 trading là một người trade như thế nào. Còn góc nhìn về chuyện đầu tư thì sao, chuyện đặt rẻ cái này thì nó có vẻ là hơi 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 gọi là sao nhỉ, cũng không phải là mình nói về chuyện đắt rẻ thì nó chắc là nó cũng cũng chắc cũng được nha, chứ cũng không 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 vấn đề gì mà không nói được, tại vì chắc là cũng cũng cũng, cũng có chút ít cái quan điểm, cũng chút ít để nói được. Thì nhiều người nói thị trường chứng khoán Việt Nam rẻ, mình không nghĩ như thế. Khi mà phân tích một vấn đề anh cứ chị cứ nhìn con số, ví dụ là chuyên gia bảo là P/E forward là 12 lần, nhiều chuyên gia uy tín ấy bảo thế là rẻ. Các chị nhìn thử ra thế giới đi, các chị nhìn thử ra thế giới đi, các chị nói rằng là tăng trưởng lợi nhuận 20%, các chị là nói là tăng trưởng cao, các chị cũng nhìn ra thế giới đi, bỏ qua ông Mỹ định giá quá cao rồi. Thì nếu mà nói về PE đi, thì PE đây là số liệu ngày 30 tháng 4 nhé, là bây giờ thị trường nó làm giảm nữa, châu Âu là khoảng 13 lần, Nhật là khoảng hơn 12 lần, các thị trường mới nổi là khoảng 11 lần 7, Trung Quốc là khoảng hơn 10 lần, hơn 10 lần. Các anh chị nói rằng là các anh chị tăng trưởng 20%, thì các chị hãy nhìn những cái nhóm cổ phiếu chu kỳ của các thị trường đi, tăng trưởng lợi nhuận đấy. Ở Mỹ là 34%, ở Trung Quốc là 39%, thị trường mới nổi là 49%, châu Âu 53% và Nhật Bản là 57% trong năm 2022. 22% của Việt Nam cao không? Không cao, không hề cao. Và các nhóm ngành mà theo chu kỳ là gì? Nghĩa là tiêu dùng. Đấy. Tiêu dùng này, tài chính này, công nghiệp này, năng lượng này và cái vật liệu xây dựng. Và vật liệu và các nhóm ngành vật liệu. Thì bây giờ chúng ta thử bỏ cái những cái nhóm ngành chu kỳ ra khỏi VN-Index xem cái tỷ trọng nó là bao nhiêu và nó góp phần vào định giá là bao nhiêu. Thì thực ra là nếu mà mình nhìn vào thì thực sự mà nói là đây là cái tỷ trọng ngành trong VN30, thì tại sao là chúng ta có mức định giá đấy, thì tại vì thực ra là cái và tại sao là đôi khi là thị trường phớt lờ đi những cái mà ví dụ là tăng trưởng lợi nhuận, vì những nhóm ngành ở trong VN-Index VN30 toàn là nhóm ngành chu kỳ thôi, nó không giống như cái cấu trúc thị trường của các nước phát triển đâu, chúng ta toàn là nhóm ngành chu kỳ thôi đấy. Và trong VN30 thì lại 40% thị trọng nhóm ngành ngân hàng, chúng ta là toàn là những nhóm ngành chu kỳ chiếm thị trọng cực kỳ lớn, ngân hàng, chứng khoán, vật liệu đấy. Đấy thì các chị có thể mở cái báo cáo của JP Morgan ra để các chị xem, và đặc biệt là cái lợi nhuận nhóm ngành ngân hàng. Ngân hàng cũng là một nhóm ngành mà mình nghĩ là nó mang tính chu kỳ. Có hai câu có vài câu hỏi đặt ra đây này. Thì quý quý một năm nay này, tổng lợi nhuận của nhóm ngành ngân hàng trong trong VN30
nó là 42,7%, nó tăng cực kỳ nhiều so với cùng kỳ năm trước. Càng ngày lợi nhuận nhóm ngành ngân hàng trong VN30 nó càng tăng. Nhưng đây có một số ý. Thứ nhất là nhóm ngành ngân hàng là nhóm chu kỳ, liệu rằng chu kỳ kinh tế đi xuống, liệu rằng là kinh tế suy thoái nó giữ được lợi nhuận như vậy hay không. Các chị nhìn thử bốn ngân hàng lớn nhất nước Mỹ xem là nó thay đổi như nào trong thời gian qua, thì chị sẽ nắm được cái câu chuyện. Cái thứ hai là chất lượng lợi nhuận nó có ổn hay không, hay là trong đấy toàn nợ xấu thôi. Cái đấy cũng là vấn đề mà thực sự là phải 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 cân nhắc. Rồi cái lợi nhuận của nó có tới từ hoạt động kinh doanh cốt lõi hay không đấy. Và cái nhóm ngành ngân hàng bây giờ nó chiếm lợi nhuận, chiếm là nhóm ngành chu kỳ mà chiếm cái tỷ trọng rất lớn trong lợi nhuận ròng của nhóm VN30, và cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi đây. Nên giả sử các chị nói là rẻ bao nhiêu lần đấy, các chị tự bóc tách xem, bóc tách theo những hướng mà nãy giờ mình nói, chu kỳ hay là không chu kỳ, có thể duy trì bền vững hay không bền vững, cái lợi nhuận đấy nó có thật hay không, cái lợi nhuận đấy nó có bền vững hay không, nó xuất phát từ hoạt động kinh doanh cốt lõi hay không, hay là những cái hạch toán đột biến. Rồi cái mức tăng trưởng lợi nhuận của chúng ta, nếu chúng ta nói toàn là nhóm ngành chu kỳ không, chúng ta so thử xem là các nhóm ngành theo chu kỳ ở các thị trường khác nó tăng trưởng tới mức nào. Nếu ta nói chúng ta rẻ thì chúng ta thử so sánh xem là cái forward chúng ta nó như nào. Nên ở đây một vấn đề mà chúng ta không phân tích không kỹ thì mình rất là khó chịu khi mà nghe những vấn đề đấy. Nên là cái tính mình ấy, thì không phải là đúng hoàn toàn, nhưng mà có lẽ là nó hơi máy móc ở cái chỗ là cũng hơi kiểu là thích, em yêu khoa học ấy. Nên là một vấn đề mình nghĩ là dù đúng hay sai, chúng ta hãy nêu ra một cái phương pháp luận nó nhất quán, nó toàn diện, sau đó chúng ta nhìn thì cái lăng kính chúng ta có thể là nó chưa đúng, thì ta chỉnh lại cho đúng những cái phương pháp luận này. Thì nghĩ là cần phải đầy đủ, cần phải toàn diện, chứ không nói một cách hời hợt, nói cách sơ sơ như vậy. Đấy, đấy là về cái góc nhìn về chuyện chuyện đắt chuyện rẻ. Tức là bảo là đầu tư bây giờ rẻ hay chưa thì mình nghĩ là Việt Nam nó không phải rẻ. Còn cổ phiếu rẻ chưa thì có những cổ phiếu rẻ, nhưng có những cổ phiếu cần nhìn lại là xem nó có rẻ hay không, để người ta giữ được cái thời gian dài hay không. Nhiều người nói là đây là cơ hội cho nhà tôi chẳng hạn, đúng, cơ hội rất nhiều cổ phiếu, nhưng cần phải nhìn kỹ lại, còn nếu mà nói về chuyện thị trường đắt hay rẻ, thị trường còn rơi nữa hay không, thì đủ rẻ hay chưa, thì cái phân tích nãy giờ mình nghĩ là nó chưa đủ rẻ. Rồi. Hôm nay có vẻ nó không theo một cái cấu trúc nào cả. Đấy. Tóm lại cũng chuyện đắt rẻ như vậy đấy, chúng ta phải nhìn nó một cách toàn diện hơn một chút. Rẻ thì rẻ theo cái kiểu nào, đủ rẻ thực sự hay chưa, có duy trì được cái sự rẻ đấy trong những năm tới hay không, hay là chỉ là cổ phiếu chu kỳ mang tính nhất thời, banh, chứng khoán, thép đều là cổ phiếu chu kỳ cả mà. Đấy, đấy là những cái mà chúng ta cần cần thảo luận. Thì tóm lại là thực sự ấy, mình thị trường xuống thì có lẽ ai cũng có những cái áp lực riêng, dù chơi thắng hay là chơi thua, thua thì càng áp lực. Mà thực sự cái việc mà mệt mỏi là thực ra chúng ta thấy là ai ai cũng như nhau thôi, cũng cũng rất là mệt mỏi với cái thị trường này. Ừ, chứ không phải là không, thực sự rất đồng cảm với tất cả anh chị cũng. Nhìn lại thì cũng là một cái quá trình dài này, hôm nào chúng ta cũng chia sẻ, có khen có chê, nhưng mà chúng ta vẫn duy trì rất là đều cùng nhau, duy trì rất đều cùng nhau. Hy vọng là mang lại một cái chút gì đấy cho anh chị tham khảo ra quyết định. Đã đủ mệt rồi, nên là chúng ta cũng đừng, nếu các chị có những quan điểm nó không không giống mình thì cũng đừng comment một cách nó quá nặng nề, cứ thảo luận một cách nó thoải mái, khách quan, có lý lẽ. Đừng comment là như này như kia một cách ngắn quá mà về chê bai theo kiểu mà không đưa ra được ý kiến của mình. Đấy, mọi thứ, mọi phản biện mà nó đầy đủ toàn diện thì nó góc nhìn vào góc nhìn chúng ta nó chính xác hơn, và cái hiệu quả đầu tư nó cũng sẽ tốt hơn. Thị trường như vậy thôi, có lên có xuống. Nếu chúng ta nhìn vào cái đoạn giảm vừa rồi thấy nhiều, nhưng mà cái đoạn tăng từ đáy thì nó cũng rất là nhiều, tăng từ đáy lên cũng rất là nhiều đấy. Nên là có tăng có giảm, có lúc này có lúc kia, có lúc mệt có lúc vui đấy thôi. Thì cũng cố gắng, mình cũng sẽ cố gắng duy trì cái tâm huyết của mình,
mà cũng không biết là tâm huyết hay không đấy. Đấy thì để tự chị đánh giá ha. Thì cũng hy vọng là cố gắng duy trì những cái hoạt động như này, mang lại ít nhiều cái thông tin gì đấy hữu ích cho anh chị là vui rồi. Những câu chuyện đấy thôi, những câu chuyện sau một cái phiên mà gây mệt mỏi rất là nhiều. Cảm ơn tất cả anh chị nhé, và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong những cái buổi review sắp tới thôi. Mong là buổi tối các anh chị dành thời gian cho gia đình, tham gia các hoạt động giải trí xả hơi một chút, để ngày mai chúng ta lại cùng trở lại với thị trường với nhiều sự thú vị mới. Cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều.